con người có khỏe không phải được bốn vấn đề. Thứ nhất là tinh thần, thứ hai môi trường, thứ ba mới nên ăn uống. Ăn uống xong phải vận động, đúng không? Ví dụ nói chuyện về môi trường, môi trường thì mẹ, nếu mà nói về môi trường thì thế, nói thứ nhất là tôi thấy ví dụ như con người ta, thứ nhất là cái tinh thần là nó, con người nó phải sảng khoái thoải mái. Thì bây giờ áp lực công việc ngày làm tới mười mấy lớp trẻ, giờ mười mấy tiếng thì làm sao mà cái tinh thần nó thoải mái được không? Đứng đầu là cái tinh thần, cái tư tưởng. Thứ hai đến môi trường. Cái môi trường giờ mình nói Việt Nam mình nói bảo nước ngoài nó gọi mình là nhà ổ chuột. Đúng vậy. Khi về nhà cái là rút đầu trong nhà cái là đã dùng đến điện đóm quạt cũng tầm lưng thật là làm gì. Vì cái nhà có 4 mét sâu tút vào trong, xung quanh là nhà rồi còn cái gì mà thoáng đâu. Nên là cái môi trường đó, lại về nhà phải thiếu không khí, thiếu đủ trò. Ăn ngủ thì coi như là này khác. Ăn đã thiếu nhá, cái môi trường thiếu nữa nhá. Nên nó nói thứ nhất là tư tưởng, thứ hai môi trường, thứ ba phải đến ăn uống. Ăn uống xong thì phải vận động. Vận động bây giờ vận động sao? Vận động là vận động về chân tay. Đây lớp trẻ bây giờ là vận động ngồi cái máy cả ngày, cứ cúi mệt mỏi lắm. Ngồi máy, cái ngồi máy làm việc thì chưa chắc đã phải là nhàn mà khỏe đâu, không có. Cái vận động cơ bắp này mới là quan trọng, đúng không? Nên là anh ăn uống xong phải vận động. Vận động mà ngồi lên mà cứ ngồi mà cái máy không thì lại xung quanh là điện đóm rồi toàn những phát sóng nó ra để hại người thêm, thấy không? Nên là dễ bệnh. Rồi người mệt mỏi, về mệt mỏi rồi thì lại thôi ăn đại đại. Về có gì ăn đại đại. Có khi ăn miếng bánh, có khi ăn mua cái gì đó ăn nha, thức ăn nhanh về ăn xong là ngủ mai lại làm. Làm gì mà không quen. Đây là thứ ba mới đến ăn uống. Ăn uống xong thứ tư là phải vận động ở chỗ đó. Và mình thiếu hết. Việt Nam mình thiếu hết. Tại sao thành phố nhiều bệnh hơn nông thôn? Nông thôn nó có cái môi trường tốt, ăn uống không bằng mình đâu, nhưng nó ăn sạch. Rau nó trồng nó ăn, rau ra vườn hái nó ăn, không có thuốc trâu, không có gì cả. Đấy, môi trường nước tôi coi như nó cũng thoải mái. Thế cứ tắm ao, tắm sông, tắm mấy ấy, còn nước thì nó không thoải mái. Nếu cần nước mưa, thấy không? Nên người nông thôn nó khỏe hơn người Việt Nam, nó ít bệnh hơn người thành thị như thế. Nhưng mà không phải thế, ai mà về nông thôn, nước trẻ về nông thôn sao ở đâu? Làm gì có công việc? Nó phải là thành phố. Mà thành phố thì nó nhiều áp lực lắm. Áp lực thứ nhất là anh làm cái chỗ mà có tiền không sao, cái chỗ không có tiền, ngoài ra đêm ngủ của ngày mai anh nghĩ làm sao có tiền để mà chi để ngày mai ngày mốt. Nên là suốt cái guồng công nghiệp của mình nó luôn luôn bắt con người ta khổ, khổ đủ trò, dẫn đến đời. Nói về môi trường, nếu mà nói môi trường thì nó bao la lắm. Môi trường nó đi đôi với ăn uống, môi trường nó đi đôi với cuộc sống. Nên là bệnh nhiều là đúng thôi. Tinh thần quan trọng, tư tưởng mà. Bây giờ chú buồn một cái gì đi, dễ sinh bệnh. Ví dụ buồn một cái việc gì đêm mất ngủ là ngày mai đã ể oải không muốn làm rồi. Đấy là cái tinh thần đấy. Mà mất ngủ thì mà có làm thì nó có hiệu quả không cao. Nên là quan trọng là thứ nhất là tinh thần, thứ hai môi trường, thứ ba mới đến ăn uống xong phải vận động. Đúng không? Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy đăng ký kênh Phong Thủy và Sức Khỏe để theo dõi những bài thuốc quý tiếp theo của chúng tôi nhé.